Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Thì hôm nay mình qua năm mới rồi 2021. Thì cả nhà mình có hỏi là qua năm mới thì mình có những mẫu máy đo huyết áp nào. Tại những mẫu cũ á thì nó sẽ bị ít chức năng hoặc là qua model rồi không còn bán trên thị trường. Thì hôm nay Hoàng Sơn giới thiệu lại những mẫu mới mình có thể chọn lựa trong năm mới này ha, 2021. Đầu năm thì Hoàng Sơn cũng chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe. Tại vì mình phòng bệnh thì đơn giản ha, chữa bệnh thì vừa tốn tiền vừa rất khó. Thì hôm nay mình có rất là nhiều mẫu ở đây, nhưng mà những mẫu này thông dụng mình có thể lựa chọn và sử dụng tại nhà một cách dễ dàng. Tại vì bà con mình hay hỏi á, là những mẫu này nó nhiều nút quá, nó phức tạp quá thì mình ở nhà có xài được không. Thì tất cả những dòng máy này là xài cho cá nhân ha, nên là cái cách thiết kế rất là đơn giản, mình không có gì phải lo lắng. Còn nếu mà nó nhiều nút quá, có thể chức năng mình chưa xài tới thì có thể con hoặc em cháu mình ở nhà có thể xài. Còn mình chỉ cần quan tâm cái nút đo và tắt thôi. Nhưng mà có nhiều chức năng thì nó sẽ cứ để đó, nó sẽ tốt hơn. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ có 7 mẫu thông dụng ha. Thì hàng ôm rong có rất là nhiều mẫu, nhưng mà 7 mẫu này nhiều người xài nhất. Thì ở trên đây thì Hoàng Sơn chia sẻ với cả nhà mình là 3 mẫu máy đeo ở cổ tay, giống như đeo đồng hồ vậy nè. Khi nào đo mình mới gắn vào chứ không phải đeo thường xuyên nha. Và 4 mẫu còn lại là đeo ở bắp tay. Thì cả nhà mình hỏi giá thành thì sao. Nếu mà giá thành á, cái máy đo cổ tay và bắp tay thì giá nó tương đương nhau. Ví dụ dòng cơ bản của máy đo cổ tay và bắp tay thì tầm 900.000, còn dòng cao cấp thì nó tầm 1 triệu mấy đến 2 triệu thì cũng chức năng tương đương. Nên là khi nào thì mình xài dòng cổ tay và khi nào thì xài dòng bắp tay. Nếu mà cả nhà mình mua cái máy đầu tiên thì mình nên mua dòng đeo ở bắp tay, giống như ở bệnh viện đo ha, quấn ở bắp tay, chuyền cổng dây xuống và mình bấm một nút để đo. Tại vì sao? Thứ nhất á, là nó sẽ bền hơn, và nếu mà như người nhà mình lớn tuổi đó thì cái vòng quấn gần tim thì độ chính xác sẽ cao hơn, để tin cậy hơn. Nhiều khi để tay mình để cao để thấp á, cái dòng cổ tay thì nó sẽ dễ bị sai lệch, nhất là đối với người lớn tuổi. Thì nếu mà người nhà mình lớn tuổi hoặc là mua cho gia đình xài thì nên xài dòng đeo ở bắp tay. Còn cổ tay là khi nào mình mua, tức là nếu mà nhà mình có cái dòng quấn bắp tay rồi mà mình muốn mua để đi công tác thường xuyên hoặc là đi du lịch hoặc là di chuyển thường xuyên thì mình mua cái loại gọn nhẹ này, giống như cái này là điện thoại bàn, còn này điện thoại di động vậy đó ha. Thì nếu mà cái dòng cổ tay này nó có chính xác hay không, nếu mà trong cái tư thế đúng ha thì tất cả độ chính xác là như nhau. Nhưng mà nó sẽ khó ở chỗ nếu mà như mình lớn tuổi quá thì mình đo mình đeo không có đúng, hoặc là để thấp quá hoặc cao quá không có đúng như hướng dẫn đó thì có thể bị sai lệch số đó. Nên là nếu mà như cả nhà mình đi công tác du lịch thì nên xài dòng này. Rồi bây giờ mình giới thiệu từng dòng máy nghe, để cả nhà mình có thể có góc nhìn tổng quan. Về cơ bản á thì mình sử dụng dòng máy quấn bắp tay. Đây là máy HEM7120. Dòng này thì giá của hãng niêm yết là 910.000. Thì cái dòng này nó chỉ cơ bản là đo huyết áp và đếm nhịp tim ha. Đo huyết áp và đếm nhịp tim, nhưng mà nó có thêm chức năng là kiểm tra tim đập không đều, cử động khi đo. Thì những cái dòng máy rẻ tiền hơn xíu nữa thì nó sẽ không có chức năng đó. Thì qua 2021 mình nên, nếu mà mình muốn mua dòng rẻ tiền thì nên mua cái dòng này ha. Rồi dễ mất tiền hơn nữa thì là dòng nào. Đây là cái dòng 7156, máy đo huyết áp 7156. Dòng này thì nó cũng là đo huyết áp và đếm nhịp tim. Ngoài ra thì nó sẽ có bộ nhớ được 60 lần nhớ, có ngày giờ và cái dòng quấn tạo khuôn sẵn. Thì giá của cái mẫu này á là 1.450.000 ha. Cái dòng này thuộc là dòng cao cấp rồi, cái dòng khuôn cứng nó tạo sẵn thì nó sẽ bớt bị dao động hơn, bớt bị sai lệch hơn, nó càng ngày thì nó càng hiện đại hơn ha. Thì trong kênh Sức Khỏe 60 Giây mình sẽ có giới thiệu cả nhà mình cách sử dụng từng loại máy rồi, nên bây giờ mình chỉ lướt qua mình tham khảo từng máy có chức năng gì và giá tầm bao nhiêu để mình dễ chọn lựa. Rồi đây là những dòng máy, còn một dòng nữa, dòng mắc tiền hơn nữa, đó là HEM7361T ha.
màn hình rất là lớn. Ngoài chức năng đo huyết áp cơ bản, đếm nhịp tim, bộ nhớ được 100 lần nhớ, cử động khi đo, và có hai chức năng mất tiền cao cấp đó là rung tâm nhĩ, để mình có thể phòng ngừa đột quỵ ha, kiểm tra tim, rung tâm nhĩ, và kết nối điện thoại ha, để mình có thể chuyển cái bộ nhớ dữ liệu qua điện thoại để mình có thể gửi qua bác sĩ qua email, hoặc là mình có thể lưu trữ một cách dễ dàng. Và bên cạnh đó là có bộ nhớ cho hai người đo, ví dụ giống như ông bà mình đo thì mình gạt qua số 1 để mình nhớ lại, còn những người còn lại đo trong gia đình thì mình gạt qua số 2 để nó nhớ ở bộ nhớ thứ hai, nó sẽ không có bị rối. Rồi, cái dòng máy này thì giá là 2.800.000, giá niêm yết của hãng ha. Máy đo huyết áp HEM7361T. Đây là ba dòng máy hàng của Nhật, linh kiện Nhật mà lắp ráp tại Việt Nam nghe. Giống như Honda, Honda mà sản xuất tại Việt Nam vậy đó. Còn nếu mà mình muốn mua cái dòng mà sản xuất tại Nhật thì sao? Đây là máy đo huyết áp Omron sản xuất tại Nhật luôn ha. Made in Japan trên đây luôn. Đây. Thì cái dòng này nó giá bao nhiêu? Đó là Omron CBN600, giá là 1.980.000. Tại sao nó rẻ hơn cái dòng của Việt Nam? Nó nằm ở tầm trung, tức là nếu mà so sánh về chức năng thì nó sẽ tương đương với cái máy đo huyết áp tầm 1.450.000 này. Nếu mà lắp ráp tại Việt Nam là 1.450.000, lắp ráp tại Nhật là 1.980.000, chức năng tương đương ha. Có bộ nhớ là 90 lần nhớ, tim đập không đều, cử động khi đo. Đây là máy đo huyết áp lắp ráp tại Nhật luôn. Thì thông dụng em thấy là nhiều người xài nhất, giá tầm trung là dòng 1.450.000. Tất cả hàng có âm rong, máy đo huyết áp là lắp ráp tại Việt Nam và tại Nhật thì đều bảo hành 5 năm chính hãng. Nhưng mà thật sự xài kỹ đó là mình xài được rất là lâu. Giống như nhà em xài lâu lắm, xài cả 7-8 năm chưa thấy hư luôn. Chỉ có cái cũ quá thì mình muốn mua máy mới thôi, chứ chưa thấy nó trục trặc luôn. Nên là mình chú ý nha, em dặn cái này là khi mình xài mình có mua pin thì mua pin tốt một chút để nó sẽ không chảy pin, mình sẽ xài được rất là lâu. Những trường hợp mà mình mua pin rẻ tiền á, khi mà mua không được pin mất tiền á thì mình xài xong nên lấy pin ra đó. Nhưng mà mình nên mua pin tốt nha, 4 pin thì còn khoảng 40.000 á, như Energizer hay Panasonic, Toshiba, dòng Winco, Alkaline, thì trong những video Sơn có giới thiệu rất là chi tiết rồi. Đây là 4 dòng máy đo huyết áp trên bắp tay mà nhiều người xài nhất. Hôm nay còn có rất là nhiều dòng nữa, nhưng mà em thấy 4 dòng này là mình đủ để chọn lựa rồi ha. Dòng cơ bản là 910.000, dòng cao cấp ở Việt Nam là 1.450.000, dòng lắp ráp tại Nhật là 1.980.000. Còn cái máy đo huyết áp đầy đủ chức năng mắc nhất hiện giờ ở Việt Nam đó là 2.800.000. Rồi, mình xong cái máy này ha. Bây giờ tới những dòng cổ tay nha. Đây, cả nhà mình dễ quan sát ha. Rồi, bây giờ mình nói về dòng máy đo huyết áp cổ tay. Thì máy đo huyết áp cổ tay mình thấy cái hộp nó như thế nè. Tại vì em không có khui từng máy ra, tại vì bên trong á mình khui ra thì nó rất là mênh mông, mình sẽ bị rối nữa. Thì mỗi video cả nhà mình có thể lên kênh Sức Khỏe 60 giây để xem lại từng video của từng máy nha. Còn cái này mình chỉ xem tổng quan thôi. Trên kênh Sức Khỏe 60 giây mình còn có máy gì? Máy trợ thính nè, máy xông mũi họng nè, máy massage, máy đo nhiệt độ cơ thể. Rất là nhiều máy về thiết bị y tế, cả nhà mình có thể tham khảo thêm nha. Cả nhà mình nhớ đăng ký kênh nha để được nhận những thông tin mới nhất. Rồi, ở đây là ba dòng máy đo huyết áp cổ tay, cũng tương đương với các dòng máy ở đây. Nhưng mà cái này là hàng của Nhật lắp ráp tại Việt Nam nghe. Dòng máy thứ nhất, loại rẻ tiền phổ thông. Đây. 880.000, máy đo huyết áp HEM6161. Thì nó chức năng của nó là gì? Chỉ là đo huyết áp và đếm nhịp tim, có tim đập loạn nhịp ha. Có được bộ nhớ 30 lần nha. Cái dòng này lại có thêm được bộ nhớ 30 lần, 880.000. Rồi, cái dòng thứ hai. Máy đo huyết áp HEM6181 là 1.250.000.
1.250.000 thì nó có chức năng gì ha? Ngoài chức năng đo huyết áp giống như tim cơ bản nè, còn có tim đập không đều, cử động khi đo, bộ nhớ 60 lần, có ngày giờ nhớ ha. Giả sử giống như mình đo, mình cầm cuốn sổ mình ghi lại thì cần mình có thể nhớ trong đây mình xem lại. Rồi còn nếu mà như cả nhà mình muốn mua cái dòng phổ thông rẻ tiền á, thì mình mua dòng này thì mình chịu khó là lấy cái sổ tay ghi lại ha. Về độ chính xác cả nhà mình hỏi thì sao, thì hàng ôm rong đều được kiểm tra chất lượng rất là ổn định rồi mới ra thị trường. Cái này được trên 69% hàng máy đo huyết áp cung cấp tại Việt Nam ha. Tức là trong tất cả các hãng đó, hàng ôm rong là cung cấp ở Việt Nam là gần 70%, và cũng mấy chục năm rồi, nên là cả nhà mình yên tâm rồi ha. Và trong bệnh viện cũng xài những dòng như thế này, những dòng máy đo của hãng ôm rong. Rồi còn cái dòng mắc tiền nhất của máy đo cổ tay, đây là HEM6232T, giá là 2.050.000. Thì có chức năng gì? Nó sẽ mỏng hơn kia, nó mỏng hơn hai dòng máy này. Rồi chức năng của nó, chức năng của nó là bộ nhớ được 100 lần nè, cử động khi đo, tim đập không đều, được cái là nó mỏng hơn thôi. Nhưng mà có thêm chức năng nữa, đó là hai bộ nhớ. Ví dụ giống như gia đình vợ đo hoặc chồng đo thì mình gạt qua số 1 hoặc số 2 nè, để nó lưu trữ riêng của từng phần và kết nối với điện thoại ha. Cái dòng này là 2.050.000. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cơ bản vậy thôi để cho cả nhà mình tham khảo. Rồi cả nhà mình muốn xem từng máy thì mình lên kênh Sức Khỏe 60 giây để xem lại ha, cách sử dụng và những điều cần biết. Những cái dòng máy này mình nên mua cái dòng tốt tốt một xíu. Ví dụ sao? Ví dụ nó xài 5-7 năm, bảo hành 5 năm nha, nhưng mà xài 5-7 năm hoặc có thể hơn nữa, thì mình mua một lần, mình khỏi phải mua lần hai, bỏ cái dòng cũ tốn tiền. Rồi ví dụ ở nhà mình đo một cái máy huyết áp tầm 1.000.000 thôi, mình ít trung bình 1.000.000 đi, thì xài 5 năm, mỗi năm là tốn khoảng nhiều ta, 200.000 ha. Mỗi tháng tốn khoảng 20.000, tức là trung bình mỗi tháng mình tốn chỉ có 20.000 máy đo huyết áp hoặc là 30.000 cho những dòng cao cấp, thì mình đo được cho cả gia đình luôn, rất là rẻ ha. Thực sự á, cái bệnh tim mạch này nó rất là nguy hiểm. Ví dụ giống như thiếu máu lên não và mình không có theo dõi thì mình dễ xảy ra tai biến đột quỵ nè, hoặc là cao huyết áp vỡ mạch máu não, hoặc là cục máu đông, rung tâm nhĩ, thì những cái bệnh khi mà mình đến bệnh viện thì đã muộn rồi. Nên là hầu như bây giờ tất cả gia đình đều có một cái máy, nó rất là rẻ cả nhà ha. Thì Hoàng Sơn không có tư vấn dòng máy nào riêng cho cả nhà mình. Nếu mà giống như điều kiện mình hạn hẹp xíu kinh tế á, thì mình lấy dòng dưới 1.000.000, còn có điều kiện thì mình lấy trên 1.000.000, thì nó sẽ có nhiều chức năng tốt và bảo vệ gia đình mình, mỗi tháng chỉ có vài chục ngàn cho cả gia đình. Rồi Hoàng Sơn để cái số điện thoại ở bên dưới ha, nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc thì có thể xem thêm. Và cách xử lý lỗi máy đo huyết áp tại nhà, hoặc là những dòng máy thiết bị y tế tại nhà như thế nào, hoặc là thắc mắc về những dòng máy khác, thì cả nhà mình có thể để số điện thoại bên dưới. Thì Hoàng Sơn chỉ cung cấp giới thiệu những cái dòng máy tốt mà những cái hãng uy tín thôi, nên là những dòng máy Trung Quốc á, thì Hoàng Sơn không có giới thiệu nghe, cả nhà thông cảm. Tại vì hàng y tế mà mình không có ham rẻ được, thì cái gì tham rẻ được, cái hàng y tế nên mua hàng chính hãng và những chỗ uy tín, hoặc là những chỗ mà mình mua mình tin tưởng á, để tránh hàng giả hàng nhái nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe.